hai mươi phẩm vô xanh lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa khi quán các pháp vì thấy ngã là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh vì thấy hữu tình dòng sinh mạng sự sanh sự dưỡng sự trưởng thành chủ thể luân hồi người do người sanh ngã tối thắng khả năng làm việc khả năng khiến người làm việc khả năng tạo nghiệp khả năng khiến người tạo nghiệp tự thọ quả báo khiến người thọ quả báo cái biết cái thấy là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa khi quán các pháp, vì thấy sắc là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh, thấy thọ tưởng hành thức là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa khi quán các pháp, vì thấy nhãn xứ là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh, thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh bạch thế tôn các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa khi quán các pháp vì thấy sắc xứ là vô sanh nên rốt giáo thanh tịnh thấy thanh hương vị xúc pháp xứ